้อยมากขอได้ไหมขอไปวงลานมาตั้งแต่ได้ดูการที่ใกล้กับมันhài hước, hậu đậu, hay quên. Bất ly thân có bị gì? Bất ly thân ạ? À? Em bị điện thoại, em bị nghiện điện thoại. Nếu là nam thì mẫu người con gái như thế nào sẽ khiến người yêu thích? Trời ơi, khó quá. Mẫu là nếu mà là nam á, thì mẫu người con gái như Mi sẽ khiến Mi rất là thích. Khi nào cái lần là không phải bây giờ. Trời ơi, một câu mà ai cũng hỏi vậy ta. Dùng một từ để miêu tả về bản thân Đỗ Hoàng Như, Phương Ly và Hiểu Trinh. Khùng. Khùng. Nếu được một bảo bối trong túi thằng Doraemon thì Mi muốn tặng gì? Mi sẽ rất là muốn cánh cửa thần kỳ của Doraemon tại vì mình đi đâu cũng được. Nếu được đi du lịch Phi vài tháng nhưng chỉ một mình thì Mi muốn đi để gì? Mi muốn đi cái nơi mà Mi thực sự muốn đến mà chưa bao giờ được đến, đó là Nepal. Không đi Bali đâu. Bali. Mi vẫn rất là muốn đi Bali nhưng mà sẽ để dành cái thời điểm nào mà kiểu dịch Covid nó đã bị đánh bay đi rồi Mi sẽ đi tiếp nha. Yeah. Thực sự cái chuyến đấy nó thực sự nhớ đời luôn, tại vì là trước đó mọi người đã can ngăn Mi rồi là đừng có mà đi, tại vì thời điểm này dịch nó đang rất là kiểu hoành hành. Và bây giờ đi một cái là không biết như nào, mà ví dụ không về mà không bị cách ly đi thì rất là dễ dính dịch. Thế mà kiểu vẫn rất là đâm đầu đi. Đi xong rồi về đúng cái ngày hôm Mi bay về thì là cái ngày mà được ra lệnh là cách ly toàn bộ những người đi từ những nước Đông Nam Á về Việt Nam luôn. Cái xong rồi hốt đi chạy cách ly luôn. Nhưng mà thực sự là trong cái quá trình cách ly đó thì Mi đã được trải nghiệm rất là nhiều cái mới. Và đó là một trong những kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cuộc đời Mi. Nếu một ngày đã hát đi sân khấu thì khán giả có thể ngạc nhiên thì lúc đó chúng ta mới sẽ xử lý như thế nào? Mi nghĩ là sẽ không có ngày đó xảy ra đâu, tại vì Mi không hát nhé. Bánh nào mang tên một loài hoa? Khó đấy anh ơi. Bánh bông lan. Và bây giờ Mi đã hoàn thành xuất sắc phần hỏi nhanh đáp nhanh của Yan rồi. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Yan nhé. Uầy, toàn câu khó ấy. 12 chữ y ạ. Đố mẹo. Chữ y. Từ nào ạ? Có 12 chữ y. Thì là cái chữ y.